đi gần nhé. Để ở nhà mom nhé. Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Sunny Chum. Và đây là một cái vlog du lịch lần đầu tiên trên kênh của mình. Hôm nay thì tụi mình sẽ đi đâu? Đi Thái Lan. Sau mấy năm? Sau 3 năm đúng không? Sau 2 năm. Sau 2 năm thì bây giờ tụi mình đã quay trở lại Thái. Và mình đang chờ máy bay. Và hiện tại thì tụi mình đang ăn sáng. Cà phê. Một ly cà phê rất là đắt giá với view rất là triệu đô nha mọi người. Và một ổ bánh mì ớt nhiều ấy. Cuộc đời mình chưa bao giờ uống một ly cà phê 100 mấy rồi ăn ổ mì 100 mấy đó các bạn, có mỏng không? Nghe lần này ở Thái Lan mở rất là nhiều cái khu chợ ha. Chợ mới. Rất là nhiều trải nghiệm thú vị đang chờ tụi mình ở Thái Lan. Lên máy bay thôi. Hello, tụi mình đã đến Thái Lan rồi đây. Sawadikap. Ê, tụi mình sẽ đi lấy hành lý. Đợt này khi mà đến Thái Lan, tụi mình quyết định là tụi mình sẽ không đi taxi nữa mà tụi mình sẽ trải nghiệm đi BTS và MRT. Nó rất là phổ biến và đặc biệt là nó rẻ hơn rất là nhiều khi mà đi taxi. Rồi các bạn biết cái một điều khi mà đặt chân tới sân bay Thái Lan là gì không? Rất là lạnh, cực kỳ lạnh luôn mọi người ạ. Mình hồi hộp với mấy bạn à, tại đây là lần đầu tiên mình đi MRT tàu điện ngầm nên là không biết là có đến được nơi hay không á. Ôi nói gì vậy bà, nói gì vậy? Sợ đi lộn đường má, rỡ đi lộn đường sao? Ẩu quá, nói gì ẩu quá. B này để các bạn đi xuống cái tàu điện nha. Các bạn ơi, và hiện tại là mình đang có mặt ở City Line. Thì bây giờ là tụi mình đang mua cái vé đồng xu này, tí hồi mình sẽ cầm để đi City Line. Tụi mình đã lấy thẻ rồi và bây giờ tụi mình sẽ đi vào phòng các bạn. Thật sự là cái đường ở Bangkok các bạn nó rất là quằn quẹo luôn. Tụi mình đi theo cái Google Maps chắc phải nửa tiếng mới tới nơi. Đây là phòng King Deluxe. Đây nó sẽ có một cái quầy với cà phê. Ê, tính ra thí dụ như em tắm là anh nhìn thấy á. Ở đây sẽ có một cái hộp. Nè, đèn màu vàng nè. Đây mình sẽ có bóng răng mẹ như là tất cả các khách sạn khác. Bông tẩy trang. Cái trình tóc. Cái tủ quần áo bạn lại nằm trong nhà vệ sinh luôn. Nó thông nhau quá. Có thể lấy từ ngoài hay lấy vô trong cũng được. Ngủ một giấc từ chiều đến bây giờ mình với anh chúa sẽ đi ăn nha mọi người. Tụi mình sẽ đi vào trong Circle K. Tụi mình sẽ đi vào trong 7-Eleven để tụi mình mua cái gì đó ăn lót dạ. Các bạn biết 7-Eleven ở bên Thái gọi là gì không? Green. Nghe bảo là CEO bên Thái Lan á, các bạn nên thử nha. Cảm giác rất là phê các bạn. Tại vì bên đây đi xe máy rất là nhanh. Bên đây không cần đội mũ bảo hiểm. Nhưng mà mọi người, những người này muốn độ kiểu vậy. Sau khi mà tụi mình chạy chọt trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì tụi mình đã tới được cái chợ tên là Hung Mun Market. Hung Mun Market. Ở đây có một cái quán mà nó rất là nổi tiếng. Mình chắc mấy bạn vô chúng mình nha. Việc đầu tiên mà tụi mình đi á, đó chính là đổi tiền. Mang tiền qua bên Thái đổi á, thì tỷ giá nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn ông kia thì vẫn mò, mình xong rồi mà ông vẫn mò. Mò cái gì mà mò, tôi xong rồi, mang giày vô đi.
người cứ hay bảo là vô bếp sư để hốt đồ. Đây, cái phía trước là chỗ Super Rich xanh nè, kế bếp sư luôn, thì mình sẽ đổi tiền ở đây nha các bạn. Xong rồi hồi đi thì hiện tại là mình đã tới Icon Si Ảm và bây giờ sẽ vào bên trong đi dạo dạo nha. Tôi nói thiệt á, bạn nào mà ham hố mà đi BTS giống như tôi thì tôi nghĩ là nên suy nghĩ lại. Nhưng chứ sáng giờ tôi thấy là 2 ngày rồi tôi ở đây tôi cũng chạy chật bầm dập lắm với lại cái BTS này luôn mọi người. Đây là Icon Si Ảm, trời vừa vô đây nghe mùi rất là thơm nha. Cái bánh này hồi đó anh ăn rồi nè, nó ngọt 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 ngọt. Cái gì mà anh ăn rồi mà liên quan đến bánh, nó đều ngọt và béo. Xin đi xỉ vả mà các bạn à. Uống trà sữa Thái. Thái miền Tây. Ai chả biết là Thái miền Tây. 2 ly nước ra rồi, 1 ly trà sữa Thái và 1 ly hồng trà Âu Long. Không hiểu sao bên đây nổi tiếng là trà sữa Thái nhưng mà món Âu Long mật ong lại ngon, nên là mình lại kêu 2 ly luôn. Hôm nay mình sẽ uống thử cái món trà sữa Thái trước. Cái brand này tên là gì ta? Trà Chà Mu. Trà Mu. Một ly thì giá cũng ok, có 50 bạc. Một ly là 50 bạc. Mà ở trong trung tâm thương mại luôn, một ly 50 bạc rẻ hơn Việt Nam Giang. Nói thiệt nha, trà sữa Thái này rất là ngon luôn. Đậm vị trà, uống vô là có vị trà liền. Mình chưa thấy cái quán Việt Nam nào mà bán trà sữa Thái mà ngon nha, kể cả trong nhà hàng luôn. Nhưng mà mình tiếp một cái nó không có chân châu, ghét ghê. Đúng rồi, trà sữa Thái rồi chân châu, thôi tôi uống trà Âu Long. Rất là thơm mùi trà. Cái này giống như uống hồi đó trà hồng trà hồi nhỏ vậy. Nhưng giờ ở Sài Gòn thì mấy món hồng trà đồ nó kiểu nó pha nhiều quá, pha loãng bán cho có lời á. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ đi vòng vòng ở đây để kiếm cái gì ăn nha mọi người. Si Ảm Takashimaya ha. Trời, mấy món này là mấy món thường hoa. Ba tôi mà thấy cái chân giò này ba tôi là mà lèm liền. Mình đi bộ gặp ông chuối á, mình rất là bực mình chứ không biết đi đường, mình rất là chửi ổng luôn. Nhưng mà khi mà mình vô thiên đường đồ ăn thì mình đã quên hết sạch. Cái khu chợ này nó rất lớn nha mọi người, mình đi vòng nãy giờ mình vẫn chưa hết, nhưng mà đói bụng quá là tụi mình đã chọn ra được 4 món rồi. Mình ăn xong một tí nữa tụi mình sẽ đi dạo để mua tiếp. Thì món đầu tiên là mình mua đó chính là món tôm này, cá hồi với lại cái này là sứa ngâm tương. Thấy cũng lạ tại vì ở Việt Nam chưa thấy sứa ngâm tương bao giờ. Còn cái này là mực nướng bình thường thôi, nhưng mà mình cực kỳ thích cái nước sốt, nước chấm ở bên đây nha. Nó kiểu nó hợp khẩu vị của mình, nó vừa cay cay, nó vừa chua chua. Một cái bạc Thái, một món ăn mà qua Thái Lan các bạn không thể nào mà không ăn. Và cuối cùng thì mình mua một cái tô tâm dâm nước đồ cho mình. Ủa có mì luôn hả? Có mì, ăn mì chứ sáng giờ đi bộ nhiều quá, mình hao quá. Còn cái này của anh chuối nè, anh chuối thì rất thích ăn bạc Thái nha. Đấy, bạc Thái của mình thì chọn cái phần hủ tiếu kiểu giống như bún xào á. Ok, và bây giờ thì xử phần bạc Thái thôi. Ôi, phần này tôi mua tới 70 bạc lần. Nhưng có một con tôm với một cái trứng à. Tụi mình đi dạo tìm đồ ăn chắc không phải hủ tiếu. Mực nó giòn. Mình thấy rồi. Thôi được. Mực mình thấy là nó giòn hơn cái tiệm hôm qua mình ăn. Đây anh quay ngon. Mình sẽ ăn thử cái món sứa ngâm tương. Lạ quá. Sứa của nó không có giòn bằng Việt Nam mình á. Đây, nó làm sẵn mà. Sứa này đâu cần phải làm, sứa này không phải làm. Sứa này nó nhỏ, nó không có được cái cọng to ở như bên Việt Nam mình. Và Việt Nam mình ăn nó giòn hơn. Ăn uống xong mình đi trong Si Ảm á thì mình phát hiện ra bạn mình. Bạn em nuôi sữa. Ủa vậy luôn? Sữa là cháu à. Bạn mình, my friend. Nãy giờ sau một tiếng đi lượn lờ thì Sunny đã chốt một đống mỹ phẩm. Có mấy cái à? Có mấy cái mà hết 4.000 mấy bạc. Một chai kem nền hết một củ. Mình rất là ngại vô những cái tiệm hạt lít mà nó vắng, nó không có ai. Nó không có ai. Lỡ mình vô mình lượn cái xong rồi thấy giá được cái mình đi ra cái mất công. Trong cái Icon Si Ảm này, tầng 6 có một cái quán bingsu tên là After You. Rồi chuẩn bị vào bên trong đây. Đây là kỳ vọng, biết là có ngon không? Thấy mọi người review bảo là ngon lắm. Hai cái món ăn ở
áp từ dưa mà mình gọi nó đã ra đó bạn. Thì một cái đó là mango, bingsu mango, mà tất cả mọi người khi đến đây đều gọi món này. Và một cái á là cái bánh Nutella. Do mình thích ăn sô-cô-la nên là mình đã kêu Nutella. Mà các bạn biết không, mình ăn một miếng thôi, trời ơi, mình nghĩ là cái hộp này á mà mình mua ở Việt Nam chắc mình ăn cả tháng á, mình thề luôn. Mình mới ăn được một miếng thôi mà nó cái ngọt á nó bắn vào trên não luôn mọi người. Bạn nào mà thích ăn ngọt á thì kêu cái này ra, ok. Mình sẽ ăn thử nha mọi người. Ăn được, cũng không có ngon lắm. Hả? Bên trong còn có xôi nữa nè. Có xôi hả? Lạ vậy. Ok, và bây giờ tới lượt của tôi ăn thôi. Bên trong là xoài, mấy cái xoài miếng nè. Còn trên đó là nước cốt dừa, chứ không phải là sữa. Nó bị béo quá, nên nó cũng bị ngọt. Béo là béo ở của cái phần nước cốt dừa. Ở trên đây là Nutella hả? Đúng rồi, sốt Nutella. Ở dưới. Ở dưới là kem. Nó sẽ có hai lớp bánh. Giữa hai lớp bánh là kem. Ờ, à, ăn thử. Ngọt. Rất ngấy nha mọi người.